Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lời đầu tiên cho mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và thành công nha. Hôm nay mình lại tiếp tục quay cận cảnh ngôi nhà tre, ngôi nhà cổ tre mọi người nhé. Được ốp bằng tre rất là đẹp và độc đáo. Hôm nay mình sẽ quay cận cảnh video bên trong để khám phá về ngôi nhà xem nó sẽ ra sao mọi người nhé. Mấy cái clip trước mình chia sẻ với mọi người là chỉ ở mặt bên ngoài thôi mọi người nhé. Và đây là không gian để vào cổng nhà mọi người nhé. Đây là một ngôi nhà xây cổ được thiết kế và được sửa sang lại ốp lát toàn bộ bằng tre trúc mọi người nhé. Nhìn rất là độc đáo và đẹp. Mình sẽ quay cận cảnh khám phá từ bên ngoài vào trong mọi người nhé, để cho mọi người cũng được xem và được tham khảo về mẫu nhà này mọi người nhé. Đó là một mẫu nhà hàng thiết kế và được sửa sang lại một cách rất là đẹp. Đó là khu không gian cổng mọi người nhé. Bên hai bên cổng được xếp hai chậu hoa giấy rất là nhiều màu sắc, rất là đẹp và tự nhiên, thì phong cảnh rất là phong thủy nha mọi người nhé. Trên đó là tầng 2, mặt bờ tường ngoài tầng 2 được ốp nguyên bằng tre trúc mọi người nhé, và được sơn bóng và sơn chống mọt. Đó là thành của cửa, khung cửa mọi người nhé. Đó, không gian của ngôi nhà rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào trong để khám phá ngôi nhà mọi người nhé. Đó, đây là không gian của sân. Không gian của sân thì họ cũng đang thiết kế nên chưa xong hoàn thiện hẳn mọi người nhé. Nhưng mình cũng sẽ quay review để cho mọi người cùng khám phá, nó cũng được hoàn thiện 90% rồi. Đó là không gian của quầy bar mọi người nhé. Không gian của quầy bar để được bán hàng. Hai bên cửa vào có thêm hai bình hoa giấy đấy mọi người nhé. Hai chậu hoa giấy rất là đẹp và tự nhiên, màu sắc rất là nổi bật. Bên trên giềm thì được treo một hàng đèn lồng rất là tự nhiên và đẹp mọi người nhé, rất là sáng. Đó là một bờ tường bằng tre rất là hợp, rất là đẹp với khuôn nhà. Và đây là khu quầy bar mọi người nhé. Quầy bar người ta cũng sơn, cũng xây trồng thô mọi người nhé, chứ người ta không chát. Và bên trên chốc trần nhà thì sẽ là những thanh tre được ghép lại để tạo lên một không gian rất là đẹp. Còn bên trên trần thì họ sẽ sơn một lượt chống thấm màu đen mọi người nhé, để cho cái nền màu nó rất là nổi. Đó là khu không gian tầng 1 mọi người nhé. Những chiếc đèn trang trí trên trần rất là đẹp mọi người nhé, nhìn rất là độc đáo và đẹp. Và đây là một phòng khách, nhìn ra bên ngoài mặt đường, nhìn ra vườn hoa mọi người nhé, rất là đẹp, rất là thoáng mát và đẹp. Đó, tất cả những phòng khách trên trần đều được ốp những thanh tre trúc, nhìn rất là độc đáo. Và treo những chiếc đèn trang trí, chiếc đèn lồng, chiếc đèn để thắp sáng rất là đẹp và tự nhiên mọi người nhé. Vùng quanh khuôn bao cột thì được ốp bằng tre hết mọi người nhé. Và đây là những bộ bàn ghế để chuẩn bị phục vụ khách, nên là chưa được lau chùi vệ sinh sạch sẽ nên nó vẫn còn bụi bẩn mọi người nhé. Đó là không gian của quầy bar. Ta tiếp tục lên tầng 2 mọi người nhé. Mọi người theo chân mình lên tầng 2 để khám phá trên tầng 2 nó có những gì mọi người nhé. Cầu thang được ốp bằng lượt gạch hoa rất là đẹp, nhìn sắc sảo, rất là đẹp mọi người nhé, sạch sẽ. Tất cả những gầm cầu thang được ốp bọc bằng tre trúc hết mọi người nhé, nhìn rất là sang trọng và ấm cúng. Đó là quầy bar ở trên tầng 2 mọi người nhé. Đây là khu công viên, bắt đầu lên bước trên cầu thang là có một quầy bar, quầy bar thu ngân của tầng 2 mọi người nhé. Tất cả những mặt trần đều được ốp bằng tre trúc từ trên xuống dưới mọi người nhé. Cách trang trí rất là cầu kỳ. Đó là lối cầu thang lên tầng 3. Tầng 3 nhà hàng thì không sử dụng mọi người nhé, nên là chỉ có phạm vi tầng 1 và tầng 2. Bàn ghế ngăn nắp, khuôn viên rất là đẹp, những chiếc đèn lồng nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó là tất cả những phòng khách trên tầng 2 được bố trí và thiết kế độc đáo. Phần đa là xây trồng thô tường và ốp những mảnh tre trúc rất gọn và đẹp. Đây là cách thiết kế rất là độc đáo.
Ngôi nhà này dự tính sửa sang lại khoảng chừng 10 tỷ mọi người nhé, 9 đến 10 tỷ. Đây là do gia chủ đã chia sẻ với mình đã tham khảo với gia chủ nói chuyện là rơi khoảng tầm 9 đến 10 tỷ tiền thiết kế lại mọi người nhé. Nên là không gian nó rất là đẹp, trong phòng được ốp một lớp kính nhìn trông rất là phong thủy và thông thoáng người nha. Đó là một cây nhân tạo, cây giả, nhưng mà nhìn bố trí trong phòng khách rất là tự nhiên và thoáng người nha, rất là đẹp. Đó là những không gian trong phòng khách rất là rộng rãi. Chúng ta chuẩn bị sang phòng bên cạnh người nha, rất là nhiều phòng được bố trí nhưng không gian cũng rất là thoáng và rộng rãi. Đây là một chuỗi nhà hàng mọi người nhé. Đây là khu vực nhà vệ sinh mọi người nhé. Khu vực nhà vệ sinh cũng được thiết kế rất là đẹp và sang trọng. Và đây cũng là một phòng khách rất là VIP và đẹp mọi người nhé. Mình sẽ quay cận cảnh lại cho mọi người trực tiếp để xem mọi người nhé. Đó. Phòng khách này khoảng chừng được 6 đến 7 bàn mọi người nhé. Và bên cuối tường sẽ có một bức tranh rất là đẹp. Mình sẽ bật điện lên cho mọi người xem nhé. Mình sẽ bật điện lên trực tiếp cận cảnh cái phòng khách này cho mọi người xem. Phòng khách này có độ sáng thì nó rất là đẹp tự nhiên hơn mọi người nhé. Đó là một bức tranh rất là phong thủy, bức tranh đình làng rất là đẹp. Khi chúng ta ăn uống ngồi thưởng thức thì nhà hàng rất là phong phú và đẹp. Vậy là tất cả những phòng khách trên tầng 2 mình đã review và cận cảnh quay cho mọi người khám phá với mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ xuống tầng 1. Đó, nhìn cầu thang rất là phong phú và sạch sẽ và đẹp. Không gian đằng sau nó hơi tối nên mình không quay mọi người nhé. Đó là không gian của bếp, mình sẽ không quay đến. Rồi đây là lối ra mọi người nhé. Lối ra nhìn có cây hoa, hai cây hoa giấy đối diện với quầy bar rất là đẹp, có hai cây hoa giấy hai bên nhìn rất là bắt mắt mọi người nhé. Như vậy là mình đã quay cận cảnh tất cả những phòng khách và không gian của nhà hàng của một ngôi nhà cổ ốp được gỗ bằng tre rất là cả độc đáo và đẹp mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và thành công nha. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye, thank you mọi người nhé. Bye bye.